Tào Tháo nổi tiếng với câu, dùng người thì không được nghi ngờ, đã nghi thì không dùng. Do vậy, Tào Tháo có thể dùng người và cũng có thể giết người. Khi muốn giết ai thì không bao giờ do dự. Nhưng duy nhất trong sự nghiệp bá vương của mình, Tào Tháo đã do dự, đó là khi định giết Lữ Bố. Nếu như lúc đó không có Lưu Bị ở cạnh, Lữ Bố có thể đã trở thành một chiến tướng trong doanh trại Tào Tháo. Nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố. Lúc bấy giờ, võ nghệ của Lữ Bố cao siêu ai cũng phải thừa nhận. Việc Tam Anh chiến Lữ Bố không thấy ghi chép trong chính sử, nhưng việc Doanh Môn xạ kích thì có ghi chép trong sử liệu. Đó là việc xảy ra năm Kiến An thứ hai, tức năm 197 Công Nguyên, Lưu Bị trong lần thứ hai nương nhờ Lữ Bố, đóng quân tại Tiểu Bái, nghe nói Viên Thuật phái đại tướng Kỷ Linh mang 3 vạn quân đến tấn công, vội vàng sang Từ Châu cầu cứu Lữ Bố. Mưu sĩ Trần Cung tha mưu cho Lữ Bố nói, bình thời, không phải ngài muốn giết Lưu Bị hay sao? Phen này nên mượn tay Viên Thuật mà thực hiện việc đó, bất tất phải đi cứu. Lữ Bố nói, không được, nếu Viên Thuật đánh Lưu Bị thì khác gì lửa cháy nhà hàng xóm, tất sẽ lan sang nhà mình. Nhỡ may, Viên Thuật tiện đường bao vây cả quân ta nữa thì làm sao? Lữ Bố liền dẫn 1.000 binh mã ra đối trận với Kỷ Linh. Lữ Bố suy tính rằng nếu lấy võ lực mà đối chọi với quân của Viên Thuật thì hai bên đều tổn thất, nên đã mời Kỷ Linh và Lưu Bị dự tiệc tại quân doanh của mình. Lữ Bố sai quân lính cắm kích cách xa 150 bước, giao hẹn trước rằng nếu mình có thể bắn tên chúng vào ngạnh kích thì Kỷ Linh và Lưu Bị phải giảng hòa. Sau đó, ông lùi lại, dương cung bắn mạnh, chúng ngay vào ngạnh kích như đã nói. Lưu Bị tạ ơn Lữ Bố đã giải nguy, còn Kỷ Linh thấy Lữ Bố quá kiêu dũng nên cũng rút quân về, không dám trái ý. Qua sự việc Doanh Môn xạ kích, chúng ta có thể thấy Lữ Bố là con người đầy đủ mưu lược, lại thực sự có lòng dũng cảm, tuyệt đối không phải người tầm thường, trái với những gì thiên hạ đồn là hữu dũng vô mưu, gia nô ba họ. Trong việc dùng người rõ ràng Lữ Bố không bằng Tào Tháo, Lưu Bị, cho nên chỉ 3 năm sau Lữ Bố bị Tào Tháo bao vây và bắt sống. Sau khi bị Tào Tháo bắt sống, Lữ Bố tỏ ra sẵn sàng hàng phục và nói với Tào Tháo. Không phải ông muốn thống nhất thiên hạ sao? Nếu có tôi thì đại sự chắc chắn sẽ thành công. Tào Tháo vốn yêu mến nhân tài và giỏi thuật dùng người, thực sự định giữ Lữ Bố lại. Nhưng ngay lúc đó, Lưu Bị đứng bên cạnh Tào Tháo lại nói. Chả lẽ ngài quên Lữ Bố đã giết người cuối cùng là ai sao? Tào Tháo nhất thời không cần suy tính, nhiều bèn ra lệnh giết chết Lữ Bố. Giành thiên hạ tất nhiên trước hết phải giành nhân tài. Tào Tháo và Lưu Bị mặc dù có lúc đã liên minh với nhau, nhưng mỗi người ai cũng có tính toán riêng. Đối với Lữ Bố, một người hữu dụng như vậy, nếu lọt vào tay ai, thì cán cân tranh giành thiên hạ sẽ nghiêng về phía người đó. Lưu Bị đang sợ điểm này, chụp lấy cơ hội Tào Tháo đang lưỡng lự muốn giữ mà cũng muốn giết Lữ Bố, bèn nói kích để Tào Tháo giết Lữ Bố, giải tỏa sự uy hiếp tiềm ẩn đối với mình. Trái lại, nếu lúc đó Lữ Bố rơi vào tay của Lưu Bị, thì dựa vào đặc điểm dùng người của Lưu Bị mà xét, có thể Lưu Bị sẽ không bao giờ giết Lữ Bố một cách dễ dàng như vậy. Luận bàn. Trong cuộc sống, vẫn thường xảy ra những chuyện tương tự, khi một con người mà đôi bên đều muốn tranh giành, thì người giành không được bao giờ cũng nói xấu đối tượng đang tranh đoạt. Ăn nho không được thì bảo là nho chua. Vì vậy, người giành được cũng có ý nghĩ không hay về đối tượng của mình đã chiếm hữu, và tất nhiên sẽ có ảnh hưởng đến việc sử dụng. Cho nên trong việc dùng người cần quán chiếu soi xét cân nhắc cẩn thận để không bị những kẻ tinh danh như Lưu Bị nhân cơ hội phá hỏng.